YouTube thả ga chỉ với 9K. Chúng ta vừa nói về các câu lạc bộ rồi, quá hay cho cái cuộc đua vô địch. Ở trên phía đội tuyển thì U22 Việt Nam cũng đã kịp tập trung, có những cái sự chuẩn bị rất đặc biệt của huấn luyện viên Park Hang-seo và mới nhất thưa anh Quang Tùng, những bài tập rất mới, rất lạ được thầy Park update và đưa vào để giúp cao thủ của chúng ta đầu tiên là vượt qua được sự tự ti về cái mặt hình thể, và thứ hai thì thầy Park cũng nhấn mạnh rằng là ông muốn các cầu thủ không chỉ về phát triển về thể chất ở bên ngoài mà ngay cả tư duy chúng ta cũng phải vượt qua được cái tầm vóc nhỏ bé của mình để có thể chơi bóng tốt hơn trước những đối thủ mạnh và những đối thủ cao to. Thì anh nhận định như thế nào về cái đợt tập trung này khi mà ngay những ngày đầu tiên thầy Park đã đưa thêm những cái sự mới mẻ vào đây và khiến cho các cầu thủ chúng ta em thấy rất tự tin cho các bài tập của mình? Đấy chính là cái sự khác biệt, đấy chính là cái sự tận tâm, là sự hợp lý bằng tính khoa học của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi vì nếu như chúng ta lập đi lập lại một cái phương pháp huấn luyện, một cái lượng bài tập, các cái số lượng bài tập với cái mô hình bài tập mà nó qua năm qua tháng nó vẫn vậy, thì đương nhiên nó không đem đến sự hưng phấn cho các cầu thủ. Đấy là một nguyên tắc huấn luyện mà bình thường các huấn luyện viên vẫn từng làm, nhưng với huấn luyện viên Park Hang-seo thì luôn luôn có một cái sự cập nhật, nâng tầm, và nó có đối xử cá biệt. Và với các cầu thủ thuộc lứa U22 và thì hiện nay trong đó có rất nhiều những người lần đầu tiên được gọi, thì cái việc mà trang bị cho họ cái sự tự tin, trước hết là trong cái việc hòa nhập với cả môi trường ấy, là một việc làm cần thiết ngay ở những cái phút đầu tiên lên, từ cái lúc gặp nhau như thế nào, phân gọi là chia phòng ở với nhau ra làm sao, rồi gọi là tập luyện như thế nào, rồi thậm chí có thể có những trận đấu tập nữa, thì nó luôn luôn cần phải có một cái sự dìu dắt. Và cái sự dìu dắt đấy nó ở nhiều cái giải pháp, nhiều cái tình huống khác nhau, trong đó cụ thể nhất mà nó thể hiện rõ nhất đó chính là các bài tập. Và các bài tập đấy làm thế nào để cho cầu thủ mà tin rằng là mình ấy, với tầm cao chỉ khoảng 1m70, 1m72 thôi ấy, chơi với những cầu thủ ở tầm khoảng 1m77, 1m78, thậm chí 80 ấy, chúng ta vẫn có thể chơi được. Và thực ra thì bóng đá Việt Nam trong khoảng 10-15 năm qua, chúng ta cũng đã có một cái sự trưởng thành của cao lớn. Chúng ta thấy là ở cái tầm mà chơi ở các cái giải trẻ như là lứa của Quang Hải, thậm chí lứa trước, và như là rồi sau này nữa ở SEA Games, chúng ta chơi rất là ổn, đúng không? Ở V-League của chúng ta bây giờ các trung vệ nội đâu có ngại chơi với cả các tiền đạo ngoại đâu. Tôi xin bổ sung thêm một tí thôi, tức là với những cái nội dung như thế, đó là cái cách làm rất là cần thiết. Bởi vì là bất cứ ai khi mới gia nhập một cái tổ chức, một cái tập thể mà nó nhìn chung nó là một cái tiêu chuẩn cao như vậy, thì luôn luôn cần có một cái sự động viên không chỉ về mặt tinh thần mà động viên ngay trong cái cách tiếp cận ở các cái bài tập. Và những cái bài tập mà thầy Park đã làm cho đến lúc này nhìn chung là hết sức là phù hợp. Nó sẽ giúp cho cầu thủ có một cái niềm tin lớn rằng là họ có thể chơi được ở cái tầm mức này. Và khi có một cái sự tự tin như thế ở chỉ là đội dự tuyển thôi, ở các cái buổi tập thôi, thì nó sẽ giúp cho thầy Park nhìn thấy rõ hơn cái năng lực của cầu thủ đó. Những gì mà ông ấy góp nhặt được cùng với các cộng sự ở giải hạng nhất, ở các đội đá V-League với những cầu thủ trẻ đó, nó mới chỉ là dữ liệu ban đầu. Nó rất khó để có thể chuyển hóa ngay lập tức vào cái con người cầu thủ đó với màu áo của đội tuyển. Hai cái câu chuyện nó có những cái khoảng cách rất là lớn. Với người này thì rất là ổn, nhưng với những người khác ấy, thì cần phải có thêm một chút thời gian, cần phải có thêm những cái tác động. Và cái tác động mà thầy Park đã làm cho đến ngày nhìn chung là rất phù hợp. Và như ở tuần trước chúng ta đã nói là cách tập trung như thế này nó có ổn không? Rất ổn từ trước đến nay. Từ năm 2019 đến giờ chúng ta chia nhỏ ra từng giai đoạn và có nhiều cầu thủ hơn. Chúng ta cố gắng không để sót bất cứ một trường hợp nào. Và chúng ta cố gắng là tiếp thêm cái niềm tin, cái sức mạnh đấy. Bởi vì có một cái điểm nó tương đối rõ, là thế hệ của ngày hôm nay chuẩn bị đá SEA Games năm 2021 ấy, có một cái gì đó nó khác biệt hơn một chút so với cả thế hệ đá SEA Games 2019. Thế hệ đá SEA Games 2019 nhìn chung là một thế hệ được tạo dựng bởi cái lứa đã từng đá U20 thế giới, có cả Quang Hải, có Văn Hậu, cũng có cả rồi lại còn bổ sung Hoàng Hùng Dũng nữa. Hùng Dũng thì nó rất là cân bằng, nó rất là đều. Thế còn bây giờ lứa sau thì như thế nào? Thì đấy là một cái câu chuyện nó không hề đơn giản. Vậy thì làm kỹ bao nhiêu và tiếp thêm niềm tin bao nhiêu ngay từ những phút đầu tiên như này, thì chúng ta tin rằng là khi chúng ta chỉ còn lại 20-22 cầu thủ đó để đá cái sự kiện lớn ấy, chúng ta sẽ có một đội hình gọi là tốt nhất có thể. Và tôi tin rằng là với cái cách chuẩn bị này,
Và những con người mà chúng ta có thì chúng ta vẫn sẽ có một cái đội tuyển đủ sức mạnh để chinh phục ở cái giải SEA Games sắp tới. Bởi vì trong con mắt của tôi ấy, thì cái giải hạng nhất vừa rồi và phần nào đó ở V-League ấy, vẫn có rất nhiều những cầu thủ trẻ có tiềm năng. Vấn đề là họ chưa gọi là xuất hiện ở những sự kiện đủ lớn để mọi người chiêm ngưỡng và mọi người đặt niềm tin vào họ. Còn với thầy Park thì ông ấy đã nhìn thấy đâu đó. Vấn đề là cái con đường chuẩn bị từ bây giờ cho đến năm 2021, đến thời điểm đá SEA Games nó sẽ là ra sao mà thôi. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Tùng trong 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 những yếu tố như thế này. Ở nước ngoài ấy, khi mà người ta tập hợp một loạt các cầu thủ, mỗi lần tập hợp khoảng 2-3 triệu cầu thủ, có khi 5 đến 6 cầu thủ hoặc một chục cầu thủ khác nhau, thì người ta gọi đến là một cái pool, POOL. Cái pool đấy là để làm gì, là để giống như là một cái rổ ấy, xong rồi người ta cứ sàng 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 lọc ra và để tìm ra những nhân tố mà các trợ lý của huấn luyện viên và huấn luyện viên ghi chép lại, sau đó thì họ bắt đầu đưa vào các con số thống kê, đưa vào máy tính. Họ chưa đưa ra bất cứ một kết luận nào liên quan đến cầu thủ đấy liệu có được chọn trong tương lai hay không, nhưng họ cứ có các cơ sở để mà sau đó thì họ luyện, để mà họ tập hợp lại, và khi cần là họ sẽ đưa ra cho phù hợp với từng đối thủ đó trong tương lai đã, và sau đó thì họ sẽ luôn luôn theo dõi những cầu thủ đấy trong một cái quá trình phát triển như thế nào đấy. Tôi rất đồng ý với ý kiến nói rằng là khi mà những cầu thủ như thế lên đội tuyển ấy, dù là những người có thể được lên từ hạng nhất, rồi có những cầu thủ mà còn rất là trẻ như đợt rồi đấy, tôi thấy tập trung Phi Hoàng của Đà Nẵng Đà Nẵng. vừa mới đá có một khoảng thời gian có mấy chục phút ở V-League thôi, có mấy trận anh Huỳnh Đức anh đưa lên thôi, nhưng mà đã tỏa sáng chơi hay lên, tức là thầy Park đưa vào đội tuyển, đưa vào tập trung luôn, thì đấy cũng là một cái rất là hay để mà các cầu thủ đấy có một cái không khí, có một cái môi trường làm quen với cả đội tuyển đã. Bởi vì 2021 là của SEA Games còn năm sau nữa cơ, nhưng từ giờ cho đến đó còn có rất nhiều những câu chuyện có thể xảy ra. Và khi mà các huấn luyện viên ở trên thế giới cũng như bản thân ông Park làm cái pool như này để chọn cầu thủ ấy, thì người ta có thể thấy đây là cách tính cho về lâu về dài. Bây giờ nếu mà chúng ta hỏi rằng là trong đầu của thầy Park và các trợ lý của ông liệu đã có bộ khung con cho đội tuyển trong năm 2021 chưa? Tôi tin là chưa có một cái gì cả. Có thể có những ý tưởng về mặt chiến thuật, có thể có ý tưởng về mặt lối chơi, bật ban như thế nào, chuyền bóng các thứ như thế nào, nhưng đấy mới chỉ là ý tưởng thôi, và trên cơ sở của mấy chục người mà ông ấy tuyển chọn trong vòng 1-2 năm qua để đưa vào các tập trung như này, thì để mà có được bộ khung cho đội tuyển thì phải tới tháng 8, tháng 9 năm sau may ra nó mới bắt đầu hình thành, nó mới bắt đầu ổn được. Chứ bây giờ tôi nghĩ tất cả các cầu thủ được gọi vào đội tuyển hãy cảm thấy sung sướng và thoải mái đã, có không khí cho đội tuyển đã, chứ còn được đá hay không thì không biết, nhưng nó tạo ra một sự hưng hưng phấn, nó tạo ra một sự hăng hái, nó tạo ra một sự quyết tâm. À, tôi đã được triệu tập, vậy thì tôi sẽ phải cố gắng, mục tiêu của tôi là năm sau. Chứ còn thực sự có được gọi vào hay không thì phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là phải thể hiện ở trên sân cỏ. Dạ vâng, anh Ngọc chia sẻ một yếu tố mà chắc các bạn cũng rất đồng đồng ý, đấy là việc mà thầy Park tạo ra một cái tinh thần rất là hay, và ngay kể cả những cầu thủ có được đá hay không thì khi lên triệu tập và về câu lạc bộ các bạn đều đá rất tiến bộ. Trong trường hợp ví dụ có rất nhiều cầu thủ trẻ đợt vừa rồi, Hai Long ở Thanh Quảng Ninh là một ví dụ, chơi rất hay ở V-League khi mà thay thế cho người đàn anh Hải Huy bị chấn thương. YouTube thả ga chỉ với 9K.